Vâng, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Tất cả nhu cầu về mua sắm các thiết bị âm thanh như là những bộ combo karaoke gia đình giá rẻ bình dân hoặc những mẫu loa siêu trầm, các anh em liên hệ cho chúng em qua số hotline của công ty, đó là 0963889192 và 0965503357. Trong video ngày hôm nay, em tiếp tục lên với chủ đề là những mẫu loa siêu trầm hiện tại đang có mặt tại showroom cũng như là đang bán chạy nhất bên showroom của JK chúng em. Cũng theo cái thước đo tham khảo của cái ngưỡng tiêu dùng thì đa phần những cái mẫu súp này đang được rất nhiều các anh em sử dụng vì nó trong cái tầm giá và cũng đem lại được cái chất âm cũng như là cái nội lực uy lực khi chúng ta sử dụng nó làm những con siêu trầm hỗ trợ cho dàn karaoke nhà chúng ta. Đầu tiên thì đã kể đến to nhất ở đây, em có cái mẫu loa súp Martin 40. Nó to và nó uy lực, nó con súp Martin 40 này với con B3 thì nó sẽ như nhau. Và con Martin này nó sẽ nhỉnh giá hơn con B3 một chút. Hiện tại con Martin này có cái giá bán ra là 4.200.000 đồng, bao gồm tất cả phí vận chuyển cũng như là dây giác tặng kèm. Với cái bát 40 dòng thiết kế dạng súp hầm và công suất đạt mức 700W thì các anh em có thể khai thác ở cả không gian ngoài trời. Martin Bass 40, lỗ thông hơi trước và tất cả đều được bảo vệ rất là cẩn thận. Màu sơn đen sần, hai tay sách hai bên. Có cả đường đánh điện và đường đánh hơi nên các anh em sử dụng con này có thể đánh được cả sự kiện nhỏ nhỏ nhé. Sự kiện mà chúng ta làm đám đấy. 4.200.000 đồng cho một con súp to, uy lực mạnh mẽ. Tiếp đến là một con súp em để bên trên con súp Martin 40. Em để bên trên con súp Martin 40. Con súp này là con súp JBL260P với phiên bản mới nhất của năm nay. Màu xanh đá, bản này em có hai màu, bản này em có hai màu, một màu nữa là màu đây. Đó, màu xanh ngọc và màu xanh đá. Hai bản này giá như nhau, đều là chất liệu, kích thước và công suất như nhau. Bát con này được ưu ái cho cái dòng JBL260P là bát màng carbon. Màng carbon, độ nhạy tín hiệu cao. Chính vì vậy nó nhỏ này thôi nhưng nó vẫn đạt đến cái mức khai thác max lên được 500W. Và không gian của nó phù hợp với không gian có chiều sâu và rộng khoảng độ 35-40m2 với con JBL260P này. Và giá bán công khai của con này đang là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng ạ. Hàng nhập khẩu chính hãng China về, giúp cho các anh em có một con loa siêu trầm hỗ trợ tốt cho giải trầm các dàn karaoke chúng ta. Tiếp theo nữa thì như 260P thì em đang có hai màu này, màu xanh ngọc và màu xanh đá, các anh em có thể lựa chọn một trong hai màu tùy thích. Tiếp theo cái phân khúc 3.500.000 thì em có 3.500.000 em có đây, các anh em nhìn mặt gương sáng bóng. Vâng, em phải để giữ im một lúc. Mặt gương sáng bóng này là hai phiên bản, đó là B3 2020 và 2021. 2020 của chúng em thì là dòng bát đối đất đấy, logo đằng trước và tất cả đây, nó là dòng bát đối đất và được trang bị thêm cái đế. Đối với dòng này thì hiện tại nó khai thác được cái mức công suất 500W và bát là dòng bát đen. Bát đen ứng dụng công nghệ sơn dầu đen để giúp cho nó chống được những cái con côn trùng mà nó hay gặm bát này trong quá trình sử dụng lâu. Thì sẽ có thể là những con chuột bọ dán rất là sợ cái mùi. Thì hãng đã ứng dụng bát rốn lồi gân cao su. Con này 2020 và 2021 nó đều có thể đánh được cả súp hơi nhá. Nó là hơi và điện 2 trong 1. Hai con này đang có giá là 3.500.000 đồng ạ. 3.500.000 đồng. Tiếp theo nữa thì em có cái mẫu Boss AM1200 25 mã mới nhất của năm nay. Con này là dòng súp hầm, dòng súp đối đất màu sơn đen sần. Con này của chúng em thì đang có giá là 2.700.000 đồng, 2.700.000 cho một cuộc tình. Boss xe đấy, AM1200 và công suất của nó đạt lên 270-300W, không gian phù hợp là tầm 30m2 quay về. Martin là con súp đang Martin 30 là con súp đang có cái giá thành mềm nhất ở chỗ này. Nó là dòng 30 súp hầm Martin lỗ hơi đằng trước với công suất 250-270W và cái không gian khoảng 25m2. Tất cả đều là màu đen sần. Duy chỉ có một con nổi nhất ở đây, đó là một con súp 3 bát của chúng em.
Còn súp 3 bát của chúng em là dòng súp WeWork 360, 3 bát cộng hưởng, 1 bát chính ở giữa và 2 bát hai bên sườn, đều là dòng bát 30. Dòng này là không có lỗ thông hơi, nó là dòng cộng hưởng nên sẽ không có lỗ thông hơi. Và con này chạy mạch Class D, công nghệ mới nhất hiện nay, trợ âm cực kỳ đầm ấm và uy lực. Công suất dao động từ 500 đến 700W nếu các anh em đánh mắc lên. Và màu sơn, cái màu gỗ của nó này, màu này thì rất là hợp với các anh em nếu có cần cái sự tinh tế sang chảnh. Đối với phiên bản này thì nó sẽ cao hơn hẳn so với những phiên bản kia. Phiên bản này của chúng em thì nó sẽ có cái giá là 7.200.000 đồng. Nhưng mà trong chương trình khuyến mãi đợt tháng 6 này thì chúng em sẽ tặng kèm cho các anh em một cặp loa chép T10 đi kèm. Tặng kèm một cặp loa chép T10 đi kèm cho các anh em đối với con súp 360 này ạ. Ok. Vừa rồi thì chúng em điểm qua được một vài cái mẫu loa siêu trầm đang rất là hot và nhận được nhiều cái khuyến mãi ưu đãi. Giá trên là em đã bao gồm phí vận chuyển và tất cả những cái dịch vụ các anh em. Để nắm được thêm cái thông tin về giá khuyến mãi từng mẫu sản phẩm một thì các anh em có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357 để các anh em có được một cái giá dễ chịu nhất trong cái mùa hè này, trong cái tháng 6 này cũng như là đầu tháng 4 âm lịch chúng em muốn dành cho các anh em. Ok, em sẽ khép lại video tại đây. Các em xem được video nhớ tặng cho chúng em một cái like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh cho bên công ty JK Audio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với anh em ở những video clip tiếp theo.